Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Nghe tin ông Huỳnh Phú Tê gửi đơn xin khai thác 3 tấn vàng dưới dòng sông Cà Ti, người thân rất bất ngờ và sốc. Mẹ của ông Huỳnh Phú Tê, 42 tuổi, chú xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết Bà rất bất ngờ khi truyền thông đưa tin con trai gửi đơn xin khai thác 3 tấn vàng dưới dòng sông Cà Ti, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Mẹ ông Tê chia sẻ: "Con trai tôi từng nằm mơ thấy kho báu và muốn đi tìm, nhưng tôi ra sức ngăn cản vì đó là chuyện không có căn cứ. Thật không ngờ con lại làm như vậy. Nghe người thân thông báo vụ việc, chồng tôi bị lên máu vì sốc và đang nằm ở nhà." Hàng xóm gần nhà ông Tê thì cho hay, người đàn ông này trước đó nuôi tôm nhưng thua lỗ. Thời gian gần đây, ông Tê từng lên Bình Thuận làm nghề bơm cát, sau lại về quê đi vác muối thuê. Như đã đưa tin, ông Tê gửi đơn tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cùng ban ngành chức năng xin khai thác kho báu 3 tấn vàng dưới dòng sông Cà Ti và nhận 30% tổng tài sản thu được, phần còn lại sẽ bàn giao cho nhà nước. Theo đơn trình bày, ông Tê cho biết, Ông tổ của mình đã phát hiện quân đội Nhật trôn giấu khoảng 3 tấn vàng và vật quý dưới dòng sông Cà Ti, đoạn chảy qua thành phố Phan Thiết, Ông Tê cho hay, do thời gian quá dài nên tư liệu và hình ảnh không còn, hiện thông tin về kho báu truyền đến đời ông và chỉ ông biết được địa điểm. Do đó, nếu được tỉnh Bình Thuận cho phép, ông Tê dự kiến sẽ phối hợp với các đối tác để khai thác kho báu. Để an toàn, ông Tê đề xuất có lực lượng công an bảo vệ và cán bộ tài chính kiểm kê tài sản sau khi khai thác được. Đồng thời, nếu được chấp nhận khai thác, ông Tê cam kết ký quỹ khắc phục môi trường với số tiền 500 triệu đồng và xin nhận lại sau khi hoàn thành. Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết đã có hướng dẫn ông T về việc khai thác kho báu như trình bày. Theo đó, ông T được đề nghị cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh chứng minh về nơi chôn giấu vật quý, tổ chức lập phương án thăm dò, ký quỹ cam kết khắc phục môi trường. Sau đó, ông T phải gửi các nội dung trên về sở để kiểm tra đối chiếu. Nếu đảm bảo các điều kiện, sở sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt phương án theo quy định. Mới đây, thông tin từ nhóm cố vấn bom mìn MAG tại Việt Nam cho biết, đội xử lý bom mìn lưu động của MAG tại Quảng Bình vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan xử lý thành công một quả bom lớn còn sót lại sau chiến tranh, có trọng lượng khoảng 230 kg, chiều dài hơn 1,5 m. Theo đó, lúc 16 giờ ngày 4 tháng 4, tại bờ kè sông Nhật Lệ, đoạn đường Chiêu Pháp, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, một công nhân trong quá trình thi công công trình mở rộng đường thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch trên địa bàn đã phát hiện quả bom nói trên. Điều đáng lo ngại là vị trí quả bom được phát hiện nằm sát bờ kè sông Nhật Lệ, nơi có mật độ dân cư và xe cộ qua lại đông đúc, cách bãi biển Nhật Lệ khoảng 500m. Đây cũng là nơi tàu bè của ngư dân neo đậu hàng ngày nên tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Ngay sau khi phát hiện quả bom, chủ đầu tư công trình đã chỉ đạo đơn vị tạm dừng thi công di rời máy móc thiết bị, nhân lực ra khỏi khu vực phát hiện quả bom, đồng thời phối hợp với đồn biên phòng Nhật Lệ và lực lượng quân sự tại địa phương để giao chắn, bảo vệ. Nhận được yêu cầu từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, sáng ngày 5 tháng 4, nhóm cố vấn bom mìn đã lập tức cử đội xử lý bom mìn lưu động tại Quảng Bình cùng các chuyên gia tới hiện trường, cùng phối hợp với các đơn vị để kịp thời xử lý quả bom. Theo các chuyên gia kỹ thuật của nhóm cố vấn bom đây là quả bom mang số hiệu MK-82 được Mỹ thả xuống trong chiến tranh nhưng chưa nổ. Quả bom có bán kính sát thương khoảng 1 km. Sau khi thiết lập các biện pháp an toàn, các chuyên gia của MAG đã tiến hành khảo sát và đánh giá kỹ lưỡng tình trạng quả bom. Quả bom được xác định đủ điều kiện di chuyển và đã được đưa về khu vực lưu kho an toàn, chờ hủy nổ tập trung theo quy định. Sau khi khảo sát và đánh giá tình trạng quả bom, lực lượng chức năng tiến hành di chuyển về khu vực lưu kho an toàn chờ hủy nổ. Mới đây, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp khẩn với các ngành địa phương về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn sau vụ học sinh lớp 5 tử vong ở thành phố Nha Trang. Tại cuộc họp đại diện Sở Y tế Khánh Hòa thông tin về vụ việc, hàng loạt học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường và trung học cơ sở Trần Hưng Đạo nhập viện vào sáng ngày mùng 5 tháng 4. Theo đó, 37 học sinh của hai trường này nhập viện điều trị nghi ngộ độc. Hiện sức khỏe của các em đã ổn định. Cùng buổi sáng ngày 5 tháng 4, một học sinh lớp 5 sau khi ăn sushi uống nước ngọt khoảng 30 phút thì có biểu hiện muốn nôn, sùi bọt mép. Em đã được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngoại viện. Nguyên nhân tử vong đang được điều tra. Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện cơ quan chức năng đã tiến hành giải phẫu tử thi học sinh tử vong để tìm nguyên nhân và sẽ có thông tin sớm nhất đến các cơ quan báo chí khi có kết quả. Sau sự việc, Trung tâm Y tế Nha Trang đã tiến hành lấy mẫu thức ăn, nước uống của các hộ xung quanh địa điểm trường được cho là liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm để gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm tìm nguyên nhân. Trước đó không lâu, 10 học sinh ở Nha Trang cũng nhập viện nghi ăn cơm gà trước cổng trường. Trường hợp khác hồi giữa tháng 3 có 369 người bị ngộ độc sau khi ăn cơm gà tại tiệm cơm gà Trâm Anh, thành phố Nha Trang. Nguyên nhân ngộ độc được cho là các món gà sốt trứng dưa chua lây nhiễm chéo các vi khuẩn Salmonella. Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, mẫu nước giếng tại quán ăn này ghi nhận có vi khuẩn. Hay như trước đó năm 2022, hơn 660 học sinh một trường học nhập viện sau bữa cơm trưa, trong đó một học sinh tử vong, nguyên nhân ngộ độc do vi khuẩn Salmonella từ món cánh gà. Tại cuộc họp ông Nguyễn Tấn Trung, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Khánh Hòa cho biết, qua kiểm tra có hơn 20 tài khoản mạng xã hội đăng thông tin về vụ việc trên, trong đó có 6 trường hợp đăng thông tin không đúng sự thật, Sở đang phối hợp với cơ quan công an để mời các trường hợp này lên làm rõ xử lý theo quy định. Theo Thượng tá Nguyễn Thị Minh Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa, qua công tác điều tra các vụ ngộ độc thực phẩm vừa qua, thị trường Ice Cool Nha Trang và quán cơm gà châm Anh đều dùng nước giếng ngầm để rửa thức ăn nhằm tiết kiệm chi phí. Nguồn nước này được xác định đều nhiễm khuẩn. Mặt khác, thời gian qua cũng phát hiện rất nhiều nguồn thực phẩm là gà không có nguồn gốc xuất xứ, giá cũng rất rẻ. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Đinh Văn Thiệu, đề nghị các ngành địa phương cần tăng cường công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thịt gà là một trong những nguyên nhân chủ đạo gây ngộ độc thực phẩm vừa qua, ông đề nghị các sở ngành nhanh chóng thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Các đoàn phải thực hiện kiểm tra tất cả các thực phẩm trong đó tập trung các cơ sở giết mổ kinh doanh thực phẩm từ gà trên mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị hành khách đánh tới tấp theo thông tin đăng tải một nam hành khách lớn tuổi có biểu hiện say xỉn liên tục tìm cách gây sự với tài xế sau khi xuống taxi ông ta đã mở cửa bên tài xế dùng chân đạp tới tấp vào anh này vụ việc chỉ dừng lại khi có một người đàn ông mặc áo grab đến căng ngăn lấy thân mình che chắn cửa taxi không để hành khách đánh được tài xế sau khi đăng tải đoạn clip đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng nhiều ý kiến bình luận tỏ ra bức xúc trước hành động của hành khách. Nhiều người cũng dành lời khen ngợi người đàn ông mặc áo grab. Đến sáng ngày 6 tháng 4, công an phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục xác minh vụ việc một tài xế taxi bị tấn công để xử lý. Anh VMH, tài xế taxi bị hành hung cho biết khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 4, anh đón hai khách trên đường Trần Hữu Dực, thành phố Buôn Ma Thuột để chở đến quán karaoke trên đường Y sau khi xe di chuyển dù máy lạnh đã bật nhưng hành khách ngồi trước vẫn yêu cầu mở anh hát nói xe đang mở máy lạnh nếu anh thấy nóng thì để em mở cửa lấy gió ngoài cho mát hát vừa hạ kính cửa xe thì hành khách này lại nói bỏ tiền đi taxi mà không mở máy lạnh à nên anh tiếp tục kéo kính lên đi được một đoạn hành khách này tìm cách gây sự và dùng tay đập vào kính cửa xe thấy vậy anh hát hỏi gì về anh người đàn ông nói không sao đâu em bể kính em chưa có nhưng đánh em thì có rồi đó anh hát nhớ lại sau khi xuống xe ông này đã tấn công liên tục vào người tôi giờ đang đau ở sườn ngực ngoài ra ông ta còn làm bể chiếc điện thoại tôi mới mua một tháng sau khi bị tấn công anh hát đã đến công an phường thắng lợi trình báo ngay sau đó công an phường đã mời những người liên quan tới làm việc